xin chào cả nhà. Lời đầu tiên em Chương Nhạn xin được phép gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến với cả nhà chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Thân và tâm luôn an lạc, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Em tên đầy đủ là Chương Thị Nhạn, hiện nay em đang sống và làm việc tại Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên ngành dinh dưỡng miễn dịch, là chăm sóc sức khỏe chủ động cho mỗi người mỗi ngày và bữa sáng kháng thể ạ. Hôm qua em có chia sẻ với cả nhà về cái ba cái hệ quý báu nhất của cơ thể chúng ta, là hệ miễn dịch, hệ xương khớp và hệ tiêu hóa ha. Thì hệ miễn dịch đó, hôm qua em chia sẻ là một bác sĩ tốt nhất của cơ thể chúng ta là hệ miễn dịch rồi ha. Còn chúng ta thường gọi là sức đề kháng đó, thì sức đề kháng này nè là một bác sĩ tốt nhất của cơ thể chúng ta. Ai mà khỏe mạnh hay là yếu cũng là do cái hệ miễn dịch. Hôm qua chúng ta đã biết cái giải pháp để bảo vệ hệ miễn dịch rồi ha. Thì hôm nay em chia sẻ với cả nhà tiếp tục về cái hệ xương khớp. Hệ xương khớp của chúng ta, mỗi một con người chúng ta ai cũng có một cái khung xương hết. Thì cái khung xương này làm sao? Khung xương này để làm gì? Để cho 10 cái hệ nó sẽ bám vào cái khung xương, để cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh ha. Thì ví dụ như em có một cái khung xương, em đang đứng trước mặt cả nhà đây. Thì trong cái khung xương đó em sẽ có 10 cái hệ ha. Khung xương của chúng ta như là một cái sườn vậy nè. Nó có 10 cái hệ nó bám vào đây. Ví dụ như hệ thần kinh nè, hệ tuần hoàn nè, hệ tim mạch nè, hệ tiêu hóa nè, hệ hô hấp nè, hệ sinh sản nè, hệ bài tiết nè, hệ cơ bắp nè. Đó, thì 10 cái hệ này nó sẽ bám vào khung xương chúng ta, đúng không? Để làm gì? Khi mà cái 10 cái hệ này bám vào khung xương chúng ta thì sẽ có một cái hệ da đi ha. Hệ da nó bên ngoài nó sẽ bao phủ với một cái thân người của chúng ta, để cho cơ thể chúng ta bên trong được khỏe mạnh, đúng không cả nhà? Thì nếu như cái khung xương của chúng ta mà không được khỏe mạnh thì cả nhà thấy sao? Cả nhà thấy sao cả nhà? Cho nên là hôm nay em mời cả nhà hãy cùng em mổ xẻ ra xem chúng ta làm sao đó để bảo vệ cái hệ xương khớp của chúng ta, để giúp cho 10 cái hệ đó bám vào khung xương chúng ta cho được khỏe mạnh. Thì cả nhà hãy tương tác với em ha. Đây là hệ xương khớp. Thì hệ xương khớp, cái nhu cầu của cái hệ xương khớp này phải cần đến canxi, đúng không quý cô chú anh chị? Thì đây cũng như là canxi nè, canxi đó, đây là thành phần thứ hai của lon sản phẩm của em ha. Canxi, canxi là một canxi là một cái cực kỳ quan trọng đối với hệ xương khớp của chúng ta, đúng không nhà? Thì người ta thường gọi là canxi ví như sự sống. Đó, canxi ví như sự sống là sao? Nếu như chúng ta không có hệ xương khớp đứng dậy thì sao? Chúng ta sẽ không có sự sống, đúng không cả nhà? Đó, cho nên là canxi người gọi là ví như sự sống, là vai trò của canxi đó ha. Và giúp cho chúng ta sao? Lưu thông máu huyết. Lưu thông máu huyết là sao? Nơi nào mà tắc nghẽn mạch máu là nơi đó bị đau. Nơi nào mà máu không lưu thông á thì chỗ đó bị tê ha. Thì cả nhà nè, khi mà máu mà có máu nghe, máu chúng ta mà không lên trên đầu được á, không bơm lên đầu được á là bị rối loạn tiền đình. Máu không qua tay được á là bị tê tay ha. Máu xuống dưới chân mà không có lên đưa lên được á là giãn tĩnh mạch. Đó, và nếu như cơ thể chúng ta không điều hòa đó, máu không lưu thông được á, thì cơ thể chúng ta sẽ bị bệnh rất là nhiều ha. Và đặc biệt á là cái hệ xương khớp á, canxi này á, canxi á nó sẽ giúp chúng ta sao dẫn truyền thần kinh, dẫn truyền thần kinh nha quý cô chú anh chị. Dẫn truyền thần kinh, nhưng cái này mới là quan trọng đó cả nhà. Nhưng nếu như hệ xương khớp chúng ta mà thiếu canxi sẽ ảnh hưởng đến 147 vấn đề sức khỏe. Đây là khuyến cáo của Bộ Y tế ha. Khuyến cáo của Bộ Y tế là nếu như anh chị không bổ sung đầy đủ canxi cho hệ xương khớp mình chắc khỏe dẻo dai thì sẽ không lưu thông máu huyết được, không dẫn truyền thần kinh được, thì toàn cơ thể của chúng ta có thể ảnh hưởng đến 147 vấn đề sức khỏe. Đó, nghe hết hồn không cả nhà? Hết hồn không? Nghe hết hồn luôn đúng không? Nhưng hôm nay Bộ Y tế khuyến cáo rằng là mỗi ngày
chúng ta phải bổ sung 1.000 mg canxi. Thì cả nhà, em xin hỏi với cả nhà là có ai mà cân đo đong đếm được một ngày chúng ta dùng 1.000 mg canxi hay không? Đó, không được đúng không? Và đặc biệt nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là 1.000 mg canxi tương đương với 2 cái cua hoặc là 2 cái tôm, và chúng ta có thể ăn 2 cái cua và chúng ta ăn 2 cái tôm, thì cái chất lượng canxi bây giờ đối với 2 cái cua, 2 cái tôm thì không đủ cái chất lượng để cung cấp cho cơ thể chúng ta. Đó. Nhưng hàng ngày chúng ta không quan tâm đến ha, không quan tâm đến từ khi chúng ta còn nhỏ. Đó, là chúng ta không quan tâm đến cái hàm lượng canxi đưa vào cơ thể chúng ta từng ngày rồi. Cho nên khi mà lớn lên 40, 50 tuổi bây giờ á là chúng ta bị thiếu canxi rất là nhiều. Cho nên tại sao bây giờ từ 40 tuổi trở lên đó là ai cũng phải năm thứ bệnh trở lên. Nha, là em nói là ít thôi nha, năm thứ bệnh trở lên, nhưng em đến 47 tuổi là cơ thể em gần 20 thứ bệnh luôn. Gần 20 thứ bệnh luôn. Thì khi mà thiếu canxi sẽ ảnh hưởng đến 147 vấn đề sức khỏe. Cả nhà nhớ nói nè, khi chúng ta mà đứa bé đó, đứa bé mà mới mang bầu á ha, thì cái người mẹ đã phải dùng đến từ 1.500 đến 200 1.500 mg canxi đến 2.000 mg canxi thì mới đủ chu cấp cho vừa mẹ và con. Và đến khi mà chúng ta 4 5 tuổi á thì một ngày phải chu cấp 4.000 mg canxi. Ủa, 400 mg canxi. Nhưng chúng ta không có quan tâm đến, không có chu cấp đầy đủ. Cho đến tuổi dậy thì 15 á thì chúng ta phải cần đến là 1.000 mg canxi, nhưng mà chúng ta không quan tâm đến. Đến khi em 47 tuổi thì ảnh hưởng đến 147 vấn đề sức khỏe. Đó, 147 vấn đề sức khỏe. Mà khi mà những người mà 6, 70 tuổi trở lên đó ha thì thiếu canxi rất là nhiều. Cho nên tại sao người ta nói trẻ còn khỏe đi kiếm bệnh không ra. Nhưng mà đến từ 40 tuổi trở lên á là già rồi đó ha, thì bệnh tự nó đi kiếm mình. Là lý do tại sao? Do thiếu canxi từ nhỏ hoặc là tuổi thành niên trở lên. Đến khi chúng ta có lập gia đình á là chúng ta làm việc cực lực rất là nhiều, sanh con đẻ cái, hy sinh cho chồng cho con, phụ nữ thì còn đèn đỏ đó, và ăn uống không đầy đủ, và mang bầu một đứa con á thì cho một bộ xương đó, mang bầu một đứa con là cho một bộ xương. Vậy cái canxi từ đâu mà ra để bù đắp cho em bé đây? Đó, canxi ở đâu ra mà bù đắp cho tất cả những em bé mà chúng ta đang mang thai đâu? Đặc biệt hồi xưa cha mẹ chúng ta là 9-10 đứa con, thì cái nhà nghĩ đi, làm sao để cho mình một con mình có một bộ xương mà cho mình đầy đủ, con mình đầy đủ canxi đâu? Chính vì vậy nó mình vay ở trong máu mình ra, ủa nó vay ở trong xương mình ra. Em ví dụ như cái nhà mình xem nè, cái trong xương mình, ví dụ cái này cái chân của mình ha, nó sẽ có cái cọng xương này này đúng không cả nhà? Đó, cọng xương vậy đi ha. Thì á cái nguồn máu á cả nhà, máu á, trong xương nó thiếu, ngoài máu nó thiếu, thiếu thì bắt đầu nó vay cái xương này ra, nó vay cái canxi trong xương ra. Cho nên tại sao á, cái nhà thấy không, tại sao chúng ta bị tê tay là do thiếu thiếu canxi trong máu. Cho nên là bây giờ nó tắc nghẽn mạch máu này, phần máu dơ nó sẽ tắc nghẽn mạch máu này đó, thì càng ngày nó cứ rút ra, nó rút ra vậy nè, rút ra thì cái xương này sao cả nhà? Xớp đó. Cả nhà thấy bây giờ đa số bây giờ hễ mà ngã cái là gãy tay gãy chân, ngã cái là nguy hiểm đến xương khớp liền đó. Cả nhà thấy không, hễ mà ngã nhẹ cái là nguy hiểm đến xương khớp. Lý do tại sao chúng ta vay hàng ngày để làm sao chu cấp vào mà nằm máu và đưa ra cơ thể chúng ta để làm việc, thì cái xương chúng ta không còn chắc khỏe nữa. Cho nên đa số bây giờ đi khám bệnh toàn là bị thiếu thiếu canxi không đó. Đó, cho nên cái nhà thấy không, hôm nay chúng ta bù đắp đi, bù đắp vào đi thì nó không quay cái này ra, thì nó sẽ không bị tao hao tổn ha. Nhưng mà đặc biệt trong xương chúng ta là 99% canxi nó ở trong xương, còn chỉ có 1% là nó ở ngoài 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 máu thôi đó. Cho nên là nó vay rất là nhiều luôn mà chúng ta không quan tâm đến. Đến khi mà 40 tuổi trở lên rồi là chúng ta mới có dấu hiệu bệnh, đó là do thiếu canxi sẽ ảnh hưởng đến 147 vấn đề sức khỏe, là nó hệ lụy đến 10 cái hệ của chúng ta luôn, chứ không phải là nguyên, không phải là riêng cái xương và máu không đâu nha, hệ lụy đến 10 cái cơ cái hệ của chúng ta luôn. Chính vì vậy hôm nay chúng ta có thấy là 147 là thật sự có.
hỏi cô chú anh chị, hồi xưa là em nghĩ làm gì có đến 147 vấn đề sức khỏe. Thì khi mà em nghe được cái bài này, em được học cái bài này từ công ty rồi á, thì em mới biết ra, à đúng rồi đó, mình sẽ ảnh hưởng đến 147 vấn đề sức khỏe. Vậy hôm nay chúng ta làm sao đây? Chúng ta làm sao để cho bổ sung canxi mà chúng ta không cần phải lo lắng hàng ngày đây? Thì bên Bộ Y tế khuyến cáo chúng ta là một ngày 1.000 mg canxi. Thì trong cái lon sản phẩm là cái nhà mở dở cái lon sản phẩm bên phao chúng ta lên nè, phía trên đây nè là có 1.000 mg canxi 1 ly 16 g ha, nhưng mà trong một lon chúng ta sẽ có 28.000, 28.000 thì đây là 1 ly nè, 1 ly ha, 1 ly 16 g ha, sẽ có là 1.000 mg đó, 1.000 mg. Thì các nhà thấy không, cái vai trò mà canxi hệ xương khớp nó cần á, là mỗi ngày chúng ta chu cấp 1.000 mg này nè, để đưa vào cái hệ xương khớp của mình, để giúp cho loại trừ đi 147 vấn đề sức khỏe này. Mà thì khi mà chúng ta đưa 1.000 vào đây á, thì 99% nó sẽ đi vào xương, và còn lại 1% nó sẽ đi vào máu, nó giúp cho mình là lưu thông máu huyết, không còn tê tay tê chân, rối loạn tiền đình, hay là giãn tĩnh mạch, hay là đau lưng đau khớp nữa. Đó là nó sẽ loại trừ đi là 147 phần này nè, và nó dẫn truyền thần kinh là chúng ta không còn bị tê tay tê chân nữa, rất là tuyệt vời quý cô chú chị. Thì 1.000 này nè, em xin hỏi với chị hai á, là có phải là một lon chị uống được bao nhiêu ngày ạ? Dạ đúng rồi, 28 ngày. Vậy có phải bây giờ chúng ta lấy 1.000 nhân cho 28 lần dùng không? Vậy là chúng ta còn bao nhiêu? Dạ đúng rồi, là chúng ta sẽ có là có tổng cộng là 28.000 miligam canxi trong một lon đó, rất là quý không anh chị, rất là quý luôn. Cả nhà thân mến ơi, chúng ta chỉ cần một ngày một ly thôi thì chúng ta đã có 1.000, nhưng mà trong một lon sản phẩm 1,3 triệu chúng ta có tới 28.000 mg canxi lận. Cả nhà thân mến, thì cả nhà thân mến có thích không? Rất là thích, không còn lo không? Dạ đúng rồi, chúng ta không còn lo nữa ha. Nhưng mà em sẽ đây là những người dùng alpha nha. Bây giờ em sẽ so sánh cho cả nhà làm sao đó để mình có một cái tư duy và cái tầm nhìn để chọn đúng alpha mà dùng. Em ví dụ như tất cả những sản phẩm thông thường bên ngoài á là 1.000 mg nè. Ủa 100 g chứ, 100 g. 100 g là sẽ có là 6.400 đến 600 mg canxi. Có nghĩa là 100 g sản phẩm ở bên ngoài á ha, thì nó chỉ có 400 tới 600 mg canxi thôi ha. Nhưng cái canxi bên ngoài này nè, bác sĩ không cho chúng ta muốn dùng lúc nào dùng đâu nha. Quy định của bác sĩ là khi xét nghiệm xương chúng ta cái độ thiếu bao nhiêu là cho dùng bấy nhiêu. Khi mà bác sĩ khám lại mà đủ á, thì chúng ta sẽ ngưng ngay liền. Tại vì cái độ hấp thu của canxi này nó chỉ có 40 đến 60% thôi là độ hấp thu vào cơ cơ thể, vào xương, vào máu. Còn lại 40% là nó đi qua đâu? Nó đi qua thận ha, nó đi qua thận. Cho nên là chúng ta bác sĩ không cho chúng ta uống lâu và không cho uống vào buổi 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 chiều, mà chỉ được uống vào buổi sáng thôi, để trong ngày chúng ta làm việc á thì cái độ hấp thu nó quá thấp. Đó, còn lại nó ảnh hưởng đến đến thận và các cơ khớp của chúng ta ha. Và em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình xem nè, cái mực đỏ nè cả nhà ha, 100 g luôn, cũng 100 g nha, cũng 100 g luôn, hai cái bằng nhau, nhưng cái này tới 6.250 mg canxi đó. Cả nhà thấy gấp bao nhiêu cả nhà? Dạ đúng rồi, hơn 10 lần luôn. Cái này có 40 tới 60 thôi, còn cái này tới 6.250 được in lên lon sản phẩm của chúng ta luôn. Cả nhà có quyền so sánh với những sản phẩm bên ngoài ha. Đó, thì 6.450 mg canxi này thì có phải là một ngày chúng ta dùng 1.000 mg không? Đó, 16 g nè, 16 g nè. Còn cái này 100 g á là 4 tới 6 thôi, còn cái này là 16 g, có nghĩa là 1.000 mg canxi. Đó, nhưng cái này cả nhà lưu ý cái này là quan trọng nè. Cái độ hấp thu á lường từ 95% đến 98%. Đó, quý cô chú anh chị so sánh đi. Cái này chỉ có hấp thu có 40 tới 60 thôi, còn sản phẩm chúng ta từ 95 đến 95%
hầu như hấp thu toàn diện luôn à, 98 99 100 coi như là toàn diện à, đúng không cả nhà? Nhưng cả nhà yên tâm nè, sản phẩm chúng ta có mua bảo hiểm để bảo đảm chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng trên toàn cầu. Bên trong như thế nào thì bên ngoài như thế đó, in như thế đó. Đặc biệt khi về Việt Nam của chúng ta là bên Bộ Công Thương Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn thực phẩm sạch đó và mới đưa ra thị trường, cho nên cả nhà hãy yên tâm ha, không cần phải lo ha, vì cái độ hấp thu quá quá cao luôn, 95% 98%, cho nên sản phẩm của chúng ta là được phép uống vào buổi trưa chiều và tối luôn đó, trưa chiều và tối, nhưng đặc biệt chúng ta uống vào buổi sáng và buổi chiều 3 giờ là tốt nhất ha cả nhà ha. Đó thì cả nhà còn còn có lo lắng gì nữa không ạ? À? Cả nhà còn lo lắng gì nữa không? Dạ đúng rồi, khi mà so sánh nha, rồi cả nhà dùng cả nhà không lo lắng đúng không? Dạ đúng rồi, khi mà đã so sánh rồi chúng ta dùng là chúng ta không cần phải lo lắng nữa, tại vì sản phẩm chúng ta mua bảo hiểm chúng ta không cần phải lo ha. Cho nên từ ngày mà em sử dụng sản phẩm Alpha Lipid tới ngày hôm nay á, là em không còn bị đau khớp hay bất cứ cái vấn đề trên cơ thể của em nữa hết, cả nhà thấy cảm thấy rất là quý không đó. Và em sẽ cho cả nhà mình xem nè, nếu như mà chúng ta muốn chu cấp cho cơ thể chúng ta có một cái hàm lượng canxi đạt từ 95 tới 98% và hấp thu mỗi ngày luôn đó, là chúng ta dùng một lon ly alpha là chúng ta được có hàm lượng canxi, độ hấp thu cao và hấp thu trực tiếp từng ngày từng giờ luôn đó, là hãy mình dùng vào buổi sáng thì cơ thể chúng ta tự sản sinh ra đủ một ngày để chu cấp bảo vệ trực tiếp luôn nghe quý không, trực tiếp luôn. Còn nếu như chúng ta ăn những cái cua cá hay là bất cứ vật gì đó có canxi á, thì chúng ta phải qua một giai đoạn để cho nó hấp thu, đó là gọi là hấp thu gián tiếp đó, là chúng ta ăn uống chờ đợi nó sản sinh ra là rất là lâu. À, và chưa chắc chúng ta ăn là cân đo đong đếm đầy đủ chất lượng và hàm lượng đâu đó, nhưng chỉ dùng một ly thôi là chúng ta sẽ có hàm lượng canxi cao, hấp thu trực tiếp và độ hấp thu từ 95-95%, đặc biệt sản phẩm chúng ta có mua bảo hiểm nữa, thì cả nhà có yên tâm chưa ạ? Dạ đúng rồi, cả nhà yên tâm mà đúng không? Rất là đúng. Nhưng trong quá trình chúng ta sử dụng hàm lượng canxi cao ha, và hấp thu trực tiếp 95-98% thì nó sẽ có những cái dấu hiệu hấp thu vào trong xương chúng ta, nó sẽ có những cái biểu hiện đau. Nay em đau vai này, ngày mai nó hết đau nó lại đau cái vai này, ngày mai hết đau thì nó đau xe cái cổ, đau chỗ nào á là canxi nó hấp thu vào đó để nó phục hồi sửa chữa và nó tái tạo, nó làm lành lại những cái chỗ hư tổn và dư thì nó đào thải ra, còn thiếu là nó bốc nó đưa vô. Ví dụ những người nào bị khớp gai mà có gai hay là có dư thừa cái canxi đó thì nó sẽ vét cái độc tố nó đưa ra, còn cái nào thiếu nó bù vô, cho nên là nay chúng ta đau đây, mai chúng ta đau đây, ngày mốt chúng ta đau đây, rồi bữa kia chúng ta đau hàm này, bữa nọ chúng ta đau hàm này ha, đó là chúng ta đang được canxi nó tầm soát chỗ nào có bệnh hư tổn, nó tầm soát xong rồi đến đó nó tái tạo, nó phục hồi, nó gom rác ra, nó đổ ra ngoài, nó đưa ra ngoài, thì đó có những dấu hiệu đau, đó là do canxi chúng ta hấp thụ. Cho nên là cả nhà nói sao hôm nay em đau đây mai em đau chỗ kia, là cả nhà hãy yên tâm nha, và hãy điện thoại với em tương tác để trong quá trình sử dụng sản phẩm có nhiều biểu hiện đau thì em sẽ alo chăm sóc cả nhà chúng ta để cả nhà yên tâm và dùng mà không còn phải lo gì hết. Thì khi mà chúng ta chu cấp hàng ngày nè, hàng ngày ha, hàng ngày mà đạt được cái uy tín chất lượng canxi này đưa vào cơ thể chúng ta 28 ngày một một tháng một lon, trong lon chung một năm chúng ta sẽ có 12 tháng, thì cứ bổ sung một ngày lon, ngày lon, ngày lon thì gọi là loại trừ đi gì cả nhà, loại trừ gì là chị, dạ đúng rồi đó chị, loại trừ đi 147 vấn đề sức khỏe đó, vậy là cả nhà yên tâm rồi đúng không? Dạ em chúc mừng anh chị nha, hãy tìm ra một cái đáp án và cái sự lựa chọn thông minh của mình để làm sao đó mình không còn phải có một cái nỗi lo nào hay gì hết, thì mình sẽ giúp cho cái năng lượng bên trong của cơ thể mình và một cái
là cái tâm không còn lo đó, thì cái tâm mình được an lạc và chọn đúng cái sản phẩm dùng thì cái thân mình được an lạc, được khỏe, thì chúng ta sẽ có một sức khỏe dồi dào. À, với người giống chị ha. Thì trong quá trình mà chia sẻ đó, có cái chỗ nào mà còn còn thiếu sót đó hay là dư thừa đó thì cái nhà quan hệ cho em, và hãy góp sức với em để làm sao chúng ta thay đổi sức khỏe của chính mình, và đặc biệt là bảo vệ cho cả gia đình của mình và những người xung quanh và 63 tỉnh thành Việt Nam chúng ta. Đặc biệt có nhiều anh chị em đưa ra sản phẩm ra nước ngoài nữa, là chính người Việt Nam chúng ta là muốn gieo hạt sống giống sức khỏe đó, thậm chí gieo ra tới nước ngoài luôn. Mà cả nhà nên nhớ sản phẩm chúng ta đã đi đến 18 quốc gia trên thế giới rồi. À, quý không có chương trị, rất quý đúng không? Khi mà em hiểu được cái canxi này rồi, chỗ chọn đúng rồi, không cần phải lo nữa. Cứ sáng mở mắt ra một ly uống, rồi trong ngày dùng 2 lít nước. Sáng mở mắt ra dùng một ly sữa, trong ngày dùng 2 lít nước là cơ thể em được hoàn thiện như ngày hôm nay. À, đây là lời đầu tiên thì cũng như lời cuối cùng, em xin gửi lời tri ân đến ngài chủ tập đoàn, tri ân đến các thủ lĩnh là thừa trường và khoa đã kết nối cho em biết đến lòng sản phẩm này, và em đã được sử dụng sản phẩm và đã được thay đổi sức khỏe của mình và tư duy, tầm nhìn, kiến thức, kỹ năng gì đó em đã nhận được trong cái môi trường Điêu Mây này rất là nhiều. Cho nên em gửi lời biết ơn và em mong muốn rằng là cả nhà hãy tương tác cùng em và cho em những cái gì đó để em có, để em làm hành trình để trên con đường tiến bước của em về phía trước nữa. Em xin cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe phần trình bày của em ạ. À, em xin hết ạ. À.